Chào mọi người nhé. Do nguyên nhân của nó là bị đứt cuộn dây nhé, đại khái là bị đứt ở cái điểm mà bị hai điểm này, thì nó đo cái cuộn dây chạy nó không lên được. Thì bây giờ chúng ta đo lại và đấu nhé, đấu bị đứt và chúng ta đã tìm được chỗ nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đo lại nhé và lắp. Tôi phải cắt từng điểm một. Một cái là bị cuộn này và bị chạm vào cái khung sắt, cho nên để như vậy chúng ta tiến hành đo nhé. Đây cuộn dây chạy của nó này, đo lại đây dây chung này. Còn lại đây chạy, nói chung là nó hai dây này là dây hai dây tủ này, hai dây đen này là hai dây chạy. Như vậy chúng ta ấy xong nhé. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành lắp ráp nhé. Lắp ráp thì chúng ta sẽ cái này lên là ở bên dưới này, nó có bên dưới này thì là ở bên dưới nhá, còn ở bên trên là dây nhá, thì chúng ta sẽ tiến hành là xem được có răng cao su không các bạn này. Răng cao su có được nằm ở đâu rồi, ta xem thử cái răng này có lưa nào. ở đây nhá các bạn nhá, nó có răng đây nhá. Hãy mất răng nguy hiểm các bạn. Nói chung là răng của nó, cái này chúng ta phải đóng chặt rồi, không có nước vào nhé. Chỉnh cho đúng cái chỗ của nó để chúng ta mới đúng cái lỗ nhé, quan trọng đúng lỗ nhé. Còn lưu nữa sau chỉnh cái này phải chỉnh cho chính xác rồi các bạn nhé. Thật là chỉnh nữa.